Hôm nay sẽ chia sẻ cho anh chị em cái lý do tại sao chúng ta phải cẩn trọng khi mà đầu tư vào Ubit cộng với cả những điều mà người ta không nói cho các bạn biết. Ok không ạ? Rồi, cái đầu tiên khi mà chúng ta tham gia vào cái đầu tư với đồng Ubit thì anh chị em chúng ta biết là chúng ta phải cần phải check các thông tin. Thúy đã có cái video để giúp anh chị em check thông tin. Anh chị em thì ạ. Bấm vào video để có thể xem các cái thông tin mà chúng ta có thể check chéo từ các nguồn khác nhau. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em những cái gọi là ẩn phía sau, những cái rủi ro mà chúng ta có thể gặp phải khi mà chúng ta staking với cả Ubit. Chúng ta biết rằng là các cái sàn giao dịch thì là những cái nơi mà kiếm tiền nhiều nhất, ổn định nhất ở trong thị trường crypto. Đấy, sàn giao dịch kiếm được tiền kể cả thị trường lên hay xuống, kể cả chúng ta mua hay bán thì sàn đều có lợi hết. Đấy, giống như là casino, giống như là chủ cái sới bạc thì họ luôn luôn thắng, không bao giờ họ thua. Thì các cái sàn cạnh tranh với nhau, một cái phần rất quan trọng đó là gì ạ? Đó là khách hàng. Sàn nào mà đông khách hàng thì sàn đó sẽ chiến thắng. Sàn nào mà ít khách, sàn đấy sẽ gì ạ? Sẽ phá sản, sẽ thua cuộc. Sàn đông thì lại càng đông, sàn vắng thì lại càng vắng. Nguyên tắc rất đơn giản. Vì vậy các sàn sẽ đua nhau một cuộc đua, đấy là đua để mà gì ạ? Để mà thu hút khách hàng. Thì thằng Ubit này bản chất nó cũng vậy, nó cũng tìm các cách để mà thu hút khách hàng, để có nhiều nhà đầu tư, nhiều người deposit nạp tiền vào, và trong số những người nạp tiền vào để stake ban đầu, họ đến với sàn này vì một cái lợi ích nào đó. Có thể là vì stake, có thể là vì một cái phần thưởng, nhưng sau đó họ thấy cái sàn này rất là ok, rất là tốt, rất là nhanh, nạp rút ok, rồi là thao tác đơn giản dễ dàng, ngoài ra có những cái chức năng khác nữa thì họ thấy ơi sàn này cũng được, thì bắt đầu họ giao dịch ở đây, họ chuyển từ một cái sàn giao dịch khác sang sàn giao dịch này. Thì nguyên tắc của họ đấy là gì ạ? Đấy là lấy số đông, càng nhiều người biết đến, càng nhiều người tham gia vào thì họ càng cơ hội chiến thắng. Đấy, và đến một lúc nào đó số lượng thành viên của họ đủ thì nó sẽ tự động nó sẽ phát triển lên. Thì đấy là cái mà các sàn cạnh tranh với nhau. Vì vậy cái việc mà nó cho stake với một cái mức lãi suất khoảng 300% một năm mà trả bằng cái đồng UB, mà anh chị em biết rồi, đồng UB là đồng nó đẻ ra, thực tế nó có mất gì đâu, anh em in tờ giấy ra xong đầu đi phát cho mọi người làm phần thưởng, đúng không ạ? Nó rất đơn giản. Đó, thì về bản chất là họ chả mất gì. Thêm một cái nữa đó là thằng này nó có một cái chính sách rất là hay, đó là gì ạ? Nó là dual staking, tức là gì ạ? Nó là hai đồng coin staking, vừa là USDT vừa là đồng UB. Bản chất là chúng ta đang đóng góp cái liquidity hay là cái bể pool ấy. Chúng ta biết là mỗi một cái đồng coin thì nó bao giờ nó cũng phải có một cái cặp đồng đối ứng. Ở trong cái bể đấy nó phải có đồng USDT và đồng UB, hoặc là hai cái đồng, ví dụ như là Bitcoin và USDT chẳng hạn. Thế thì luôn luôn trong cái bể đấy nó phải có một cái lượng gọi là UB và lượng USDT nhất định để làm thanh khoản cho thị trường, và cái bể đó càng lớn thì cuộc chơi nó càng gì ạ? Càng an toàn cho người chơi. Bể đó càng lớn thì làm sao ạ? Những cá mập, những cái người mà nhà đầu tư lớn thì họ càng gì ạ? Càng thích chơi. Vì vậy là ở đây chúng ta stake là chúng ta đang đóng góp cái, hay là liquidity, hay là chúng ta đang gì ạ? Đưa vào cái bể pool. Bình thường nếu anh chị em đưa vào các cái bể pool khác thì anh chị em chúng ta cũng nhận được một cái hoa hồng gọi là phí giao dịch mà cái sàn này nó trả cho mình. Và ở đây thì sao ạ? Họ cũng trả phí giao dịch nhưng mà họ gì ạ? Họ đưa ra một cái phí giao dịch là cố định. Bản chất là những cái con coin mới thì cái phí giao dịch nó rất là cao, cộng với cả là cái phần chia họ rất chia rất lớn. Nếu mà anh em nào đã từng tìm hiểu về cái việc mà kiếm tiền dựa trên liquidity, anh chị em có thể lên mạng search, thì hoàn toàn chúng ta có thể có những cái con có thể kiếm được lợi nhuận tầm 300% một một năm rất bình thường, chỉ bằng cách đấy là gì ạ? Đưa một cái cặp tiền vào bể thôi, đưa cặp tiền vào bể và nhận cái hoa hồng gọi là hoa hồng gọi là hoa hồng giới thiệu thôi, là chúng ta đã nhận được cái phần thưởng như vậy rồi. Ở đây Huy chia sẻ đó là gì ạ? Đó là cái việc mà chúng ta kiếm được cái lợi ích 300% với thị trường crypto thì nó không quá lớn, thậm chí là rất là bình thường. Cộng thêm một cái nữa đấy, thằng này rất là hay,
Anh chị em biết nó điều gì không ạ? Đó là gì ạ? Nó trả cho mình bằng cái tỷ giá mà chúng ta đưa vào. À, tức là sao anh chị em? Tức là khi mà chúng ta stake 1.000 đô, thì khi mà chúng ta nhận được hết cái thời hạn chúng ta stake, chúng ta lấy lại được, thì chúng ta lấy lại được 1.000 đô, không hơn. Tức là nếu mà đồng coin đấy nó có tăng trưởng, chúng ta cũng không kiếm được thêm tiền. Thằng này nó khôn ở chỗ đấy. Tức là khi đó đồng coin tăng trưởng thì nó trả cho chúng ta ít UB hơn. Đấy, có thể một vài những cái người chia sẻ với anh chị em họ không nói điều này đâu. Được chưa? Tuy nhiên, nó cũng là một cái hay anh chị em. Hay chỗ nào ạ? Hay ở chỗ đó là gì ạ? Khi mà đồng coin này nó bị giảm giá thì họ lại trả nhiều UB cho chúng ta hơn. Như vậy là những nhà đầu tư thì sao ạ? Họ vẫn cảm thấy an toàn hơn, họ cảm thấy an toàn hơn, nhưng thực tế là lợi nhuận của họ không không tốt bằng các cái đầu tư các cái đồng coin khác đấy. Và tất nhiên ở đây thì chúng ta phải gọi là cân đối giữa rủi ro và lợi ích. Nếu mà lợi ích cao thì chúng ta phải chấp nhận rủi ro khi mà đồng coin giảm giá thì chúng ta phải lỗ mất cả phần vốn luôn. Nhưng mà ở đây ấy, nếu mà chúng ta stake, chúng ta ra được cái đồng USTP ấy, và USU USTUB ấy, thì ra được cái đồng STUB đó, nếu mà chúng ta chưa cut out ra, chúng ta chưa chuyển đổi ra USDT, thì chúng ta sẽ được lãi kép nếu mà đồng coin nó tăng, nhưng mà lỗ kép nếu đồng coin nó giảm. Nhưng mà ít nhất là lãi hay lỗ nó chỉ nằm ở trên phần lãi thôi, đó, phần lợi nhuận thôi, còn phần gốc thì chúng ta không thay đổi. Thì cái này nó cái hay là an toàn cho người đầu tư và cũng an toàn cho cái sàn giao dịch. Sàn giao dịch nó không có áp lực đẩy giá, không áp lực đỡ giá. Giá giảm thì sao ạ? Nó trả nhiều coin như thôi, coin nhà nó mà nó đẻ ra được. Đúng không ạ? Rồi, nếu như mà giá tăng thì sao ạ? Giá tăng cả làng đều mừng. Đúng không ạ? Nó có 17 triệu coin để nó trả cho các cái thành viên gọi là core team mà. Thế là 17 triệu coin đấy là miễn phí. Bây giờ là giá coin nó tăng, nó bán đi một ít là nó kiếm lợi rồi. Đúng không ạ? Đấy, cho nên anh chị em sẽ thấy rằng là về cơ bản thằng này nó chẳng có rủi ro gì. Nó chẳng có rủi ro gì và chẳng có lý do gì mà nó phải đóng cửa dự án, nó phải sập, nó phải trốn đi cả. Đấy, và đấy là cái đầu tiên mình thấy rằng là cũng được và có thể nó sẽ bền vững, bởi vì sao ạ? Mục tiêu của nó là kiếm nhiều khách hàng, đúng không ạ? Đấy, rồi cái tiếp theo anh chị em có thể chưa được nghe hoặc không hiểu đó là gì ạ? Đó là cái thằng này khi mà anh chị em để cái USTP STUB là cái lợi nhuận ấy, chúng ta để qua đêm chúng ta được 0,3%. Thì 0,3% là nó chỉ dựa trên cái lợi nhuận thôi nha. Chứ còn cái gốc thì chúng ta không không tăng thêm. Mà lợi nhuận anh chị em biết là nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Nếu như mà chúng ta để hết một tháng là được khoảng, nếu mà chúng ta stake hai một năm là được 25,5% một tháng. Thì chúng ta stake 1.000 đô, đúng không ạ? 1.000 đô thì chúng ta được 250 đô. Mà đến cuối tháng thì mới được 250 đô, 255 đô. Mà cuối tháng được 255 đô, lúc đấy thì chúng ta mới gì ạ? Gọi là mới có một khoản để mà tính cái lãi qua đêm. Chứ còn những cái ngày bình thường ấy, nó là mỗi ngày nó 0,8% ấy, xong rồi lãi 0,3% dựa trên cái 0,8% đấy. Thực tế ra nó không đáng bao nhiêu. Nó không đáng bao nhiêu đâu anh chị em. Mình tính ra 0,3% một tháng là 9%. Nhưng mà 9% đấy nó lại dựa trên cái lãi chúng ta tăng dần này. Đấy. Ví dụ như 25,5% nhé, đó là 250 đô. Thì chúng ta tính trung bình ra thì thực tế là chúng ta chỉ nhận lãi 9% chỉ trong khoảng 1 phần 3 của số đấy thôi. Thậm chí là 1 phần 4 của số đấy. Tức là 1 phần 4 của 250 đô của phần lãi. Đấy, tức là mình tính trung bình nha, bởi vì cái phần lãi nó tăng dần này. Đấy, thì chúng ta sẽ tính lãi ở trên phần lãi đó. Được không ạ? Đấy, như vậy là gì ạ? Chúng ta chỉ tính khoảng độ 1 phần 3 đến 1 phần 4 cái phần lãi đấy, coi như là chúng ta sẽ tính cái lãi 9% một tháng qua khoảng đâu đấy khoảng độ tầm 6 70 đô thôi. 670 đô đó, mà chúng ta tính trung bình nhé, tính trung bình thì khoảng độ 9% của 670 đô thì nó tính ra nó chừng mấy đô thôi. Tức là chúng ta stake 1.000 đô mà chúng ta không cash out, không bán ra thì hết một tháng thì chúng ta kiếm được 250 đô cái lợi ích, cái tiền lãi chính rồi, được chưa ạ? Còn cái lãi qua đêm nữa, tính ra đâu đó nó chỉ được khoảng độ 60 đô, 6 đến 70 đô, tức là nó khoảng độ 6-7% gì đó thôi, không nhiều anh chị em nhé. 6-7% so với cả một cái ngàn đô, 1.000 đô chúng ta đưa vào chúng ta stake. Đấy, cho nên là cái lãi qua đêm này nó cũng rất là ít. Rồi, thêm một cái điều nữa, khi mà chúng ta stake, anh chị em nhớ cái điều này, khi mà chúng ta stake nha.
khi mà chúng ta bắt đầu đầu tư ấy thì chúng ta phải tính toán các cái loại phí mà chúng ta có thể gặp phải. Đấy. Ok, ở chỗ này bình thường nó cho nhập cái con số vào đây nhưng mà ở đây nó không cho nhập số. Rồi thì khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta phải tính hết các loại phí, nạp, phí rút, phí chuyển đổi để chúng ta tính sao cho nó đúng, nó chi tiết. Thì có thể anh chị em sẽ không biết điều này. Thì sẽ chia sẻ cho anh chị em. Cái thứ nhất đó là gì ạ? Khi mà chúng ta nạp vào 1.000 đô đi, và khi đó thì chúng ta sẽ stake, và tỷ lệ staking sẽ là 40% là USDT và 60% là UB. Được chưa ạ? Như vậy khi mà chúng ta đưa 1.000 đô vào, nó sẽ tự động chuyển thành 40% 400 đô và 60% là UB. Như vậy là gì ạ? Nó lấy 600 đô ra để nó mua UB ở cái thời điểm mà mình nhấn stake. Được chưa ạ? Thì theo cái tỷ giá ở cái thời điểm đấy. Như vậy chúng ta thấy là tại sao mà giá UB nó cứ tăng là vậy? Nó cứ tăng bởi vì sao ạ? Cứ mỗi người vào stake lại mua một ít, cứ mỗi người vào stake mua một ít. Có những người stake 50.000 đô, có những người stake 100.000 đô. Thì làm sao ạ? Cái số vốn để nó mua cái đồng coin đấy nó tăng rất là nhiều. Và đấy là lý do tại sao nó cứ tăng 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 tăng, giá tăng. Nhưng anh chị em sẽ thấy là gì ạ? Nó không để giá tăng quá mạnh. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thứ nhất là cái đội đội tech ấy nó có tiền, nó có UB, nó sẽ cash out, nó sẽ gì ạ? Bán dần ra. Tất nhiên nó không thể bán cùng lúc bán được hết. Nhưng mà gì ạ? Nó cứ có giá mà tăng lên mạnh là kiểu gì nó bán, và cứ khi nào nó bán nó lại tụt về. Cho nên anh chị em thấy giá nó tăng đấy, thì cứ từ từ, tức là sao ạ? Là nó có thể là gì ạ? Nó có thể có một cú sập, nó có thể cú sập nhưng mà sập nhẹ nhẹ thôi. Đó, nó sẽ không không sập quá mạnh đâu. Được chưa ạ? Cái điều này là người ta không nói với bạn đâu nhá. Tôi nói thôi. Tức là gì ạ? Khi mà giá tăng anh chị em thường là FOMO nhảy vào stake up. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy nó sập xuống. Ví dụ như là giá nó lên 3 đô, nó sập về khoảng độ 2 đô rưỡi. Nó không sập sâu đâu nhá. Nó chỉ sập về 2 đô rưỡi, cùng lắm thì sập về 2 đô. Đấy. Thì làm sao ạ? Nó sập về xong nó lại tăng lại tăng tăng lại, sợ sập cái sợ tăng tăng lại sập. Thực ra cái này thì nó cũng là thị trường thôi. Đấy, nhưng mà thằng này thì nó cứ tăng đều thì nó vẫn phải có những cái cú cú giảm. Cho nên là anh em thấy nó tăng mạnh quá thì mình cũng đừng đừng vội vàng, mà đầu tư mà kiểu 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 sợ sợ mất phần. Chúng ta hoàn toàn có thể đợi 1 2 ngày hoặc thậm chí là 1 2 tuần để đợi cái giá nó giảm xuống, thì lúc đấy chúng ta stake. Tất nhiên khi đó thì chúng ta sẽ mất cái lợi ích trong cái giai đoạn chúng ta đợi này. Mỗi ngày chúng ta ví dụ như là đợi được 0,85% đấy, thì mỗi ngày chúng ta đợi là mất cái lợi ích đấy. Thì cái này tùy vào cái số tiền cũng như là cái thị trường. Nếu như mà chúng ta xác định là nó đang chuẩn bị sập thì chúng ta có thể đợi. Nhưng mà nếu như mà cái thị trường mà nó đang vừa mới sập xong, nó đang quá trình hồi phục đấy, hoặc là nó đang ở cái tầm mà nó không quá cao, thì chúng ta có thể vào luôn. Ok không ạ? Cái này thì chúng ta sẽ phải tùy theo cái thị trường đó. Rồi, khi mà chúng ta chuyển từ USDT hay là chuyển từ UUB sang chuyển đổi thì chúng ta mất một khoản phí. Và cái khoản phí khi mà chúng ta chuyển từ USDT sang UB nó là 0,2%. 0,2% anh chị em nhé. Anh chị em có thể tham khảo cái phí này ở Binance, ở sàn Binance hoặc các cái sàn khác trung bình thì nó rơi vào khoảng 0,1 đến 0,2%. Được chưa ạ? Trung bình là 0,1 đến 0,2% và ở Binance nhé nó là 0,1%, còn thằng này là 0,2%. Được chưa ạ? Như vậy nó cao hơn Binance một chút. Rồi. Thì khi đó thì sao ạ? Khi đó thì cái chúng ta tại sao mà chúng ta khi mà chúng ta stake ấy, nếu mà chúng ta muốn cái số nó tròn tròn ấy thì chúng ta phải stake dư ra vài đô. Stake dư ra vài đô để gì ạ? Để trả cái phí giao dịch. Được chưa ạ? Trả cái phí giao dịch chuyển từ USDT sang UB. Đó, nếu mà chúng ta không có một vài đô dư ra thì chúng ta sẽ thấy cái số nó lẻ lẻ, số đô nó lẻ lẻ, mình cảm thấy nó không không happy lắm, không vui lắm, thì đấy là do là chúng ta bị trừ cái phí giao dịch. Đấy chưa? Rồi. Như vậy là chúng ta mất 0,2% phí giao dịch khi mà chúng ta chuyển đổi từ USDT sang UB nhá. Rồi, tiếp theo, khi mà chúng ta có lãi, được chưa? Khi mà chúng ta có lãi, chúng ta chuyển đổi, chúng ta bán U chuyển đổi UB, chuyển đổi STUB, đây chuyển đổi này, chúng ta chuyển đổi STUB thành thành UB, chúng ta lại mất một khoản phí, mà phí này rất lớn anh chị em nhé, 5%. Đây ví dụ như là
chúng ta chuyển là 100 đô à 100 một 100 USDT. Thì ở đây á, chúng ta thấy là gì ạ? Ở đây chúng ta thấy rằng là họ nói rằng cái tỷ lệ chuyển đổi là 1:1 đúng không? Đồng ý. 100 STUB chuyển về UB, chúng ta thấy không ạ? À 100 STUB này đến này, chúng ta nhận được 100 UB đúng không ạ? Nhưng đây là tỷ lệ này. Chúng ta thấy không ạ? Tỷ lệ này 1 STUB bằng 1 UB này, nhưng cái điều họ không nói ở đây này, cái phí chuyển đổi ước tính này là 5%. Như vậy là bản chất chúng ta chuyển 100 STUB thì chúng ta không nhận được 100 UB. Ví dụ như là chúng ta chuyển 10.000 đi. Được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ thấy tính này là gì ạ? Là phí ước tính là 500 UB. Là 5%. Đấy, 10.000 UB, 10.000 STUB thì chúng ta chuyển sang đây thì chúng ta mất phí 500 UB. Đấy, mà UB giá hiện nay nó rơi vào khoảng 2.7, cứ cho là 3 chấm đi, thì 3 chấm là 3 đô, 3 đô nhân với cả 500 khoảng phí nha, khoản phí mất khoảng độ 1.500 đô tiền phí. Cái này là họ không nói với anh chị đâu, được không ạ? Nhá, đây là khoản phí chuyển đổi mất 5%. Như vậy là cái tỷ lệ chuyển đổi STUB sang UB không phải là 1:1. Đấy, bao giờ khi mà người ta nói ra, người ta nói là 1:1, vì bản chất nó ghi đây là 1:1 nhưng nó lại không nói cái phần phí này đó. Cho nên là anh chị em nào mà mới thì cẩn trọng, mình cân nhắc. Thế thì khi mà chúng ta mất 5% phí này thì chúng ta tự động giảm đi cái lãi của mình. Nếu anh chị em tưởng tượng này, nếu như mà mình đầu tư là 15 ngày, 15 ngày thì chúng ta chỉ được có 18% một tháng thôi, mà bây giờ giảm đi 5% thì bản chất là chúng ta chỉ nhận được 13% một tháng thôi, không có cao một tí nào anh chị em nhé, rất bình thường luôn, không phải là quá cao đâu, rất bình thường, được không ạ? Đấy. Rồi nếu mà chúng ta stake 1 năm thì bản chất là chúng ta được 25,5% một tháng, nhưng mà chúng ta phải trừ đi 5% này, được không ạ? Thì bản chất là chúng ta không còn 25,5% đâu. Nhưng mà có một cái hay này, cái may nhá, may đó là cái 5% nó chỉ tính trên cái lãi thôi. Tức là ví dụ như là chúng ta được 1.000 đô, chúng ta được 250 đô, thì chúng ta chỉ mất 5% của cái 250 đô đấy thôi, đúng không ạ? Chứ không phải mất 5% của cả 1.000 đô. Cái điều này là cái gọi là đỡ này. Tức là 5% của 25,5%. Chứ không phải là 5% trên tổng cái số tiền mà chúng ta đầu tư. Đấy, ví dụ 25.5 nhân với cả 0,05 thì nó rơi khoảng độ tầm 1,2% so với cả tổng số tiền chúng ta đưa vào. Được chưa? Như vậy nếu như mà chúng ta rút ra 255 đô tiền lãi, coi như là chúng ta coi như giá UB không đổi nhé, thì sau một tháng chúng ta sẽ rút ra 255 đô từ 1.000 đô đầu tư, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ mất cái phí này, nó rơi vào khoảng độ 12,75 đô. Ok không ạ? 12,75 đô mà chúng ta trừ đi 255 đô trừ đi 12,75 là chúng ta còn có 242 đô thôi. Như vậy nếu giá UB không thay đổi thì cái lợi cái lãi suất mà chúng ta nhận được không phải 25,5% mà nó chỉ có 24,2% thôi. Được chưa ạ? Chưa kể những cái phần trăm mà chúng ta chuyển đổi nhá. Rồi, sau khi mà hết hạn cái stake của chúng ta mà hết thời hạn thì nó sẽ tự động chuyển từ UB về USDT, đúng không ạ? Và khi đó chúng ta lại mất thêm 0,2% phí nữa. Chúng ta mất thêm 0,2% phí nữa anh chị em nhé. Như vậy là chuyển một lần mất 0,2, chuyển lại mất 0,2 nữa. Như vậy là chúng ta mất 0,4% trên cái gì ạ? Trên cái 60% UB mà họ sẽ gì ạ? Chuyển đổi. Không phải trên 1.000 đô mà trên 600 đô thôi. 0,4% trên 600 đô. Được chưa ạ? Rồi, sau khi mà anh chị em cash out từ UB sang USDT rồi thì chúng ta cần phải làm cái lệnh nữa, đấy là lệnh gì ạ? Lệnh rút tiền. Đúng không ạ? Lệnh rút tiền. Rồi. Thì khi mà chúng ta rút tiền thì sao ạ? Chúng ta lại mất thêm một cái khoản phí nữa anh chị em nhé. Anh chị em đây mức phí này. Mức phí mà mình mua bán ở trên này nó là gì ạ? 0,2%. Tất nhiên khi mà chúng ta có một cái lượng doanh số lớn, lượng stake lớn, đây là điều kiện để chúng ta nâng hạn này. Đấy, khối lượng giao dịch trong 30 ngày này. Đấy, yêu cầu cần 5.000 đô này. Đây là khối lượng giao dịch nhá. Đấy, hoặc là quỹ UB hold này, holding này. Đấy, cần yêu cầu 50 UB này, tức là chúng ta cần phải hold 50 UB. Được chưa ạ? Đấy. Thì khi đó thì chúng ta sẽ
tăng cái VIP lên, và khi tăng VIP lên thì cái phí giao dịch của chúng ta sẽ giảm xuống, được chưa ạ? Đấy, và tối đa chúng ta giảm xuống còn có 0,02% thôi. Đấy, thì càng giao dịch nhiều chúng ta phí giao dịch càng giảm, được chưa ạ? Rồi, ngoài ra phí nạp và rút tiền, đây nạp thì không mất tiền rồi, nhưng mà rút tiền anh chị em thấy không ạ? Nếu mà rút USDT nhá, rút qua mạng Tron thì chúng ta mất 1 đô, được chưa ạ? Thì rút tiền là 1 đô. Đấy, qua mạng Polygon thì chúng ta mất 0,2 đô. Thường là anh em hay rút qua mạng BNB này, BNB Smart Chain này, thì chúng ta mất 0,33 đô. Đấy. À, 0,33, đúng rồi, 0,33 đô mỗi lần. Tức là tính theo lần anh chị em, không phải tính theo phần trăm mà tính theo lần. Ví dụ như là chúng ta rút BTC thì chúng ta mất 0,00001 BTC, chứ không phải 0,0001%. Được chưa? 0,001 BTC. Đấy. Rồi. Như vậy là nếu mà chúng ta rút nhé, chúng ta rút về các cái mạng, các cái sàn giao dịch chẳng hạn, thì chúng ta nên rút của thằng Polygon này, giá có 0,2 đô là rẻ nhất này, hoặc là Arbitrum này 0,17 đô này, hoặc là Optimist này 0,14 đô này. Đó. Mà mình cứ tính trung bình là mình rút của thằng BNB đi là 0,33 đô đi. Như vậy là chúng ta nạp, chúng ta stake, chúng ta mất 0,4 phần trăm khi mà chúng ta chuyển đổi qua lại cái 60% cái UB ấy, cộng với việc chúng ta rút là chúng ta mất 0,33% nữa. Đấy, cộng với cả cái phí chuyển đổi từ STUB sang UB là 5% nữa. Như vậy tất cả những cái phí này anh chị em đều phải tính hết nhé, đều phải tính vào nhé, được chưa ạ? Đấy, tất nhiên là người ta không nói cho chúng ta cái điều này đâu, và chúng ta phải tự trải nghiệm, tự tìm hiểu thì chúng ta mới biết được cái điều này, ok không ạ? Và khi đó thì cái tổng cái lợi nhuận mà chúng ta kiếm được nó không phải là 25,5% mà còn phải các cái khoản phí ABC khác nữa, thì tổng cái khoản phí đấy mình tính vào dựa trên cái tỷ lệ nhé, cộng với cả cái phần trăm ABC các kiểu nhé, thì nó đâu đó nó rơi khoảng độ tầm 1,8%, đâu đó khoảng 1,7 đến 1,8% do so với cả số tiền mà chúng ta nạp vào và rút ra. Đấy, cả việc nạp và rút nói chung là tổng chúng ta sẽ rơi vào mất khoảng đâu đó 1,8%, ví dụ thế. Thì 1,8% thì nó thực ra nó không nhiều. Nếu như mà chúng ta cảm thấy rằng là cái lợi nhuận chúng ta kiếm được tốt hơn thì chúng ta không cần phải quan tâm quá cái điều này. Tuy nhiên đây là cái điều mà họ không nói và chúng ta cần phải biết, ok không ạ? Và hôm nay thì mình chia sẻ với anh chị em cái điều này, hy vọng rằng anh chị em sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về cái dự án này, về cái sàn này, và chúng ta có thể đưa ra một cái quyết định dễ dàng hơn. Ngoài ra nếu anh chị em nào mà quan tâm đến cái việc mà có những cái thông tin hữu ích thì anh chị em có thể vào nhóm Zalo của Huy đặt ở bên dưới. Đồng thời nếu anh chị em mà chưa có một cái người nào hỗ trợ cho mình tốt nhất ở trong cái sàn UBIT này thì hãy đăng ký lại cái tài khoản dựa trên cái mã mời của Huy. Đó, thì khi đó thì vào nhóm Zalo thì Huy sẽ hỗ trợ anh chị em sẽ được chu đáo hơn, và thường xuyên Huy sẽ có những cái Zoom để chia sẻ cho cộng đồng những cái những cái bí mật ở phía sau cái dự án. Nó không phải những cái gì mà chúng ta nhìn thấy ở phía trước, mà có những thứ chúng ta không nhìn thấy, có những thứ chúng ta không để ý, có những thứ chúng ta không biết, và những cái thứ đó là những cái thứ đôi khi nó làm cho chúng ta hơi khó chịu, hơi bực mình, và đôi khi vì những thứ đó mà có thể làm cho chúng ta mất tiền mà chúng ta không biết. Đó, thì anh chị em có thể vào nhóm thì mình sẽ chia sẻ những cái bí ẩn, bí mật ở phía sau hậu trường của các cái đồng coin như vậy, thì chúng ta sẽ có kiến thức hơn, có đồng đội cùng nhau cùng triển khai. Đấy. Còn nếu anh chị em đã có cái người mà bảo trợ mà đã uy tín tuyệt vời rồi thì chúng ta nên follow, nên bám theo cái người bảo trợ, cái người chia sẻ cho chúng ta. Ở đây thì chúng ta không có bảo trợ, chúng ta chỉ có người chia sẻ thôi, được không ạ? Ok nhé. Rồi, cảm ơn anh chị em đã lắng nghe, và hãy đăng ký kênh của Huy và chờ đợi những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.